Đúng rồi, chút xíu em phát đi ra. À. Dạ. Đây nghệ sĩ Hồng Sáp là cô chú anh chị. Hôm nay đến tại chỗ nhà hát Hòa Bình để tham dự cái chương trình gọi là lễ trao quà cho các nghệ sĩ và nhân viên hậu đài ngành sân khấu có hoàn cảnh khó khăn ở sự nghiệp giáp hình rồi cô. Bà Thả Tim, Thả Tim. À. Tháo khẩu trang ra mới sát. Tháo khẩu trang ra bỏ túi. Vô ngồi ghế đi cô. Bắn tim ra mới sát, bắn tim. Bắn tim, bắn tim. Bắn tim. Bắn tim. Anh hôm nay mình trao bao nhiêu phần quà anh ha? 140 phần. Các cô chú nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Âm thanh, hậu đài, ánh sáng, nói chung là bên nghệ thuật. Dạ. Phải nói là quà xuân cho dạ. Anh em nghệ sĩ cho nó vui ha. Dạ. Của ít đồng nhiều. Rồi, cảm ơn à. Cảm ơn anh chia sẻ ha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Chút xíu nữa là mình trao. Dạ. Phần hàng của chú anh chị ơi. À. Xuống hàng. Đấy. Wow, ở đây có quá trời đem nước mắm Nam Ngư hàng cho tới cả nhà, đem rất là nhiều nước tương, nước mắm ha. Hàng vô đây ngồi đi. Mình nam mình chú lụa được kìa, bỏ vô đũa còn không có thì mình uống được thì bỏ vô cái gì đó lúc phải gửi xe chứ để mình đọc chú. Kênh bữa nay ổn chưa? Được rồi, được rồi. Vừa lái xe vừa làm bởi mạnh lắm. Chưa có chỗ nào đi hết. Rồi, không có xe đậu đây hôm qua. Giờ mình về đâu ta giờ đó không? Chỗ này tài xế của chị Phượng Hằng cả nhà. Hôm nay thì phát quà ha cho những bà con nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, rất là nhiều quà ha quý cô chú anh chị. Hôm nay có các sư cô nữa. Các tô cơm ha. À, hôm nay là lễ trao quà cho các nghệ sĩ và nhân viên hậu đài luôn cả nhà, nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn và nhân viên hậu đài ngành sân khấu trong cái dịp xuân Giáp Thìn năm 2024. Hôm nay là ngày 2 tháng 2 năm 2024 nha. Ở phía bên kia thì các anh chị đang tranh thủ chia ra những phần quà. Phía bên đây thì rất là nhiều người tham dự ha cả nhà. Dạ không, vậy là đẹp rồi anh. Cái gì mình tự nhiên, mình đẹp tự nhiên, mộc mạc nó hay á. Đây là cho thêm nước tương vào, nước tương Tam Thái Tử,
mỗi người một công việc ha, rất là hay. Chị đây thì lo cắt thùng. người đẹp cắt thùng mà cái thùng nó cũng đẹp nữa nè. Đây. đây cái sau nè. Đó. Nước tương này là của chị Phương Hằng mới vừa đem tới cả nhà. Hôm nay thì em thấy có những phần quà khá là nhiều đầy đủ ha. Mì gói nè, gạo nè. Nước tương, nước mắm. Dạ, cái gì? Tôi hỏi lại gì? Có đâu? Đồ ăn thôi. Đây nè. Anh quay lại coi, giới thiệu anh nè. Đây là tài xế của chị Phượng Hằng nha cả nhà. Kênh anh tên gì anh đọc coi. Quốc Thành Official. Nó cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ anh Quốc Thành Official nha. Đăng ký kênh ủng hộ ảnh. Ảnh là tài xế của nghệ sĩ Phượng Hằng. Nó vừa làm tài xế vừa làm YouTube. Đó, để thấy được những hình ảnh mà của chị Phương Hằng thì cô chú anh chị vào kênh YouTube Quốc Thanh Official để đăng ký và theo dõi có thể là cuộc sống hàng ngày rồi đó. Cảm ơn cô nhiều. Dạ. Đây chị Dung cũng tới nè cả nhà. Dung hải sản, mọi người hay gọi là Dung hải sản. Đó, mọi người đang tranh thủ đưa những phần quà này vào trong bọc anh cả nhà. Có một cái chương trình và cũng như là có một cái những anh chị mà làm việc như vậy khá là hay ha. Đây là một tập thể, người ta thường hay nói là một cây làm sẵn nên non, nhiều cây chụm lại mới nên hòn núi cao. Đây là cả nhà. Đây là nghệ sĩ Hồng Sáp nha cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.